Ngày 29 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra và thu thập lời khai liên quan đến hành vi của bác sĩ Danh Sơn, 36 tuổi, ngụ Vĩnh Cửu, Đồng Nai, nghi can trong vụ án giết người và phi tang thi thể. Sơn đang bị xác minh và điều tra về tội danh giết người và xâm phạm thi thể. Nạn nhân của vụ án là chị En, 37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan công an, Sơn thú nhận rằng anh và chị En có mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng 1 năm, mặc dù cả hai đều đã có gia đình riêng. Gần đây, khi chị En thông báo với Sơn rằng cô đã mang thai với anh, sợ hai bên gia đình biết chuyện, ảnh hưởng đến danh dự, công việc nên cả hai hẹn gặp mặt để tìm cách giải quyết. Vào ngày 13 tháng 4, chị En đã đến bệnh viện Đồng Nai để gặp Sơn và trong quá trình trò chuyện, chị En bảo cảm thấy mệt mỏi, do đó Sơn đã cường nước cho chị En. Tuy nhiên, trong quá trình này, Sơn đã sử dụng thuốc an thần bơm vào bình cường nước với mục đích làm cho chị En tử vong. Sau khi xác định nạn nhân đã qua đời, Sơn tiến hành phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần và vứt xác ở khu công nghiệp Biên Hòa và khu rừng vắng người qua lại ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Sự mất tích của chị En được gia đình báo cáo cho cơ quan công an và sau khi tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện mối quan hệ giữa Sơn và chị En cũng như các dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, công an đã mời Sơn lên làm việc. Lúc đầu tại cơ quan công an, Sơn quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ, tài liệu thu thập được cộng thêm cuộc điện thoại liên lạc giữa hai bên vào ngày nạn nhân mất tích, cuối cùng Sơn đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, công an còn thu giữ một khẩu súng rulo có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân En.